In. Beep, 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 beep. Rồi, bend đất xuống nè. Rồi, bạn đó dơ quá. Chúng ta sẽ tắm rửa bạn đó sạch sẽ tí nha các bạn. Sạch sẽ không bạn? Cẩu quá. In. Rồi, xong rồi. Như vậy là bạn đó đã cẩu được, bạn sẽ cứu hỏa ra khỏi sinh lây rồi. Chạy tới nào. Rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình cùng nhau đi giải cứu những chiếc xe bị mắc lầy nha các bạn. Nè, đầu tiên mình sẽ giải cứu chiếc xe này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn. Chiếc xe bồn chở xăng đang bị mắc lầy nha các bạn. Nè, bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó nha. Để mình đẩy bạn ra nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cũng bị mắc lầy nè các bạn ơi. Một chiếc xe cũng bị mắc lầy nè. Rồi, đây là một chiếc xe chọn bê tông nha các bạn. Một chiếc xe chọn bê tông siêu to khổng lồ bị mắc lầy luôn. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha. In. Rồi các bạn ơi, ở đây có một bãi xe nữa nè. Một bãi xe chọn bê tông nữa. Bãi xe chọn bê tông thì cũng bị mắc lầy luôn. Tội nghiệp bạn đó quá các bạn ơi. Nè, đó. Cái bồn chọn bê tông của nó đẹp quá các bạn ơi. Nè, ở trong này có anh tài xế nè, anh lơ xe nè. Cái đầu cabin thì màu xanh nước biển nha. Nó đẹp luôn. Bạn đã bị mắc lầy, tội nghiệp bạn đó quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha các bạn. Ôi các bạn ơi, các bạn ơi, ở đây có một bạn nè. Đây là bạn xe gì các bạn? Đây là bạn xe cẩu múc cát các bạn ơi. Bạn xe cẩu múc cát cũng đang bị mắc lầy. Bạn nó đang múc sình ở đây nè các bạn. Bạn nó đang múc sình múc đất ở đây. Rồi bạn nó bị mất lầy ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha. Rồi cho bạn đó lên bạn xe chở bê tông. Cho bạn xe chở bê tông chở bạn đó đi nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Nè, một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Đây là chiếc xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ nha. Mình đào múc cát nè các bạn. Múc đất nè, múc đất sình nha. Một bạn siêu to khổng lồ đang múc sình. Múc sình nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, mình cho bạn đó chạy vô đây không bị mắc lầy nữa. Rồi, cho bạn xe nẻ đây luôn. Bạn xe chọn bê tông ở đây luôn nha các bạn. Những bạn này đã hết bị mắc lầy mắc sình rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi giải cứu những bạn khác nha. Ôi, bên này nè các bạn ơi. Bên này. Bên này có một bạn. Bạn này cũng đang bị mắc lầy luôn. Bạn này bạn xe gì đây các bạn? Đây là một bạn. Bạn xe này bạn xe ben các bạn ơi. Bạn xe ben chở đất cát nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn nó chở đất cát nè. Chở đất cát nè các bạn ơi. Wow, bạn nó chở đất cát được rất là nhiều nha. Cho bạn đó chở đất cát nè. Bạn nó chở đất cát nhiều quá, bạn nó bị dơ. Rồi, rồi bên đất xuống nè. Rồi, bạn đó dơ quá, chúng ta sẽ tắm rửa bạn đó sạch sẽ tí nha các bạn. Sạch sẽ không bạn? Rửa bạn đó cho bạn đó sạch sẽ tí nha. Rồi, xây bạn đó qua đây. Bạn đó rất là đẹp luôn nha. Sau khi được mình tắm rửa cho sạch sẽ. Các bạn cũng nhớ nha, chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cơ thể chúng ta sạch sẽ nha. Rồi ở đây còn dính sình để mình rửa đây luôn. Rồi đẹp quá các bạn ơi. Bạn đó đã được mình tắm rửa sạch sẽ rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi ben xuống. Rồi đó đẹp quá. Rồi cho bạn đó chạy vô hết mắc sình nha. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy một bạn xe gì nữa nè. Đây là một bạn xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Mình nói nhầm. Đây là bạn xe cần cẩu các bạn. Bạn xe cần cẩu siêu to khổng lồ luôn. Các bạn thấy không? Bạn nó rất là bự luôn nè, các bạn thấy không? Wow, nè. Cái cần cẩu rất là cao luôn nè. Và có thể dài lắm các bạn. Dài lắm nha. Siêu dài luôn nè. Siêu dài luôn các bạn ơi. Rất là dài luôn nha. Rồi hạ xuống nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn đó chạy. Các bạn ơi,
ở đây mình thấy có một bạn xe gì đây? Bạn này bạn xe cứu hỏa các bạn ơi. Bạn xe cứu hỏa, để mình tắm rửa cho bạn đó sạch sẽ nha. Bạn xe cứu hỏa. Bạn xe cứu hỏa nhìn đẹp quá các bạn ơi. Nè, bạn xe cứu hỏa nha. Bây giờ mình sẽ cho xe cần cẩu cẩu bạn xe cứu hỏa này ra khỏi bãi sình lầy nha. Rồi bạn xe cần cẩu ơi, hãy cẩu bạn xe cứu hỏa ra khỏi sình lầy đi nào. Rồi cẩu nha, chờ mình tí. Rồi cẩu á, rồi xong rồi. Như vậy là bạn đó đã cẩu được bạn xe cứu hỏa ra khỏi sình lầy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ôi các bạn ơi, có chiếc xe này bị gì các bạn ơi? Chiếc xe này bị gì? Chiếc xe cẩu móc cát. Chiếc xe cẩu móc cát đang bị nhõng ben lộn nhào luôn. Mình sẽ giúp đỡ bạn nó nha. Sửa chữa bạn đó lại nha các bạn. Bạn nó hoạt động ok các bạn ơi. Hoạt động rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử múc cát nha các bạn. Múc cát múc đất nè các bạn. Wow, còn rất là tốt các bạn ơi. Nè, múc đất múc cát múc sình rất là tốt luôn nha. Múc rất là tốt luôn. Rồi múc rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ giúp đỡ bạn đó nha. Cho bạn nó vô. Rồi bạn ở đây nha. Bạn đã hết bị mắc sình rồi. Bây giờ mình sẽ đi giúp đỡ bạn khác. Ôi các bạn ơi, ở đây có một bạn. Bạn này là bạn xe chỗ bê tông. Rồi bạn nó đang bị nằm nghiêng vậy luôn. Rồi dựng bạn nó dậy nha. Rồi ve lại bạn ơi. Rồi chạy vô bờ bạn ơi. Động cơ bạn đó bị vô nước hay sao các bạn? Nghe kêu kỳ quá. Động cơ bạn đó nghe kêu kỳ quá. Nước đang chảy ra quá trời nè. Để mình xem coi hoạt động cái chỗ bê tông còn được không. Được, cái chỗ bê tông còn hoạt động được các bạn ơi. Rồi còn đây, đây là bạn tài xế nè. Còn bên đây là bạn lơ xe. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn xe chỗ bê tông ở đây nha. Mình sẽ đi tiếp tục giải cứu những bạn xe khác nha các bạn. Bên này các bạn ơi. Ôi, bên này có một bạn xe gì đây? Ở đây ở đây có một bạn xe này là bạn xe Ben các bạn ơi. Bạn xe Ben nhìn đẹp quá các bạn. Bạn xe Ben nhìn rất là đẹp luôn nha. Bạn xe Ben này bây giờ mình sẽ cho bạn đó chở những cục gạch này nha các bạn. Những cục gạch siêu to. Siêu to. Rồi đây nữa nè các bạn. Những cục gạch siêu to. Siêu to và siêu nặng luôn. Các bạn thấy không? Rồi cho bạn đó ve ra. Chạy tới nào. Rồi bắt đầu cho những cục gạch xuống. Rồi cho những cục gạch xuống. Như vậy là chúng ta đã giúp đỡ bạn xe Ben không còn bị mắc lầy nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải cứu những bạn khác nha các bạn. Bên này các bạn ơi. Ôi, bên này còn một bạn xe nè các bạn ơi. Đây là bạn xe gì đây? Đây bạn xe cậu một cái siêu to khủng lồ các bạn ơi. Nè, siêu bự luôn. Bạn nó siêu bự luôn các bạn ơi. Bạn nó đang bị mắc lầy ở đây nha. Bạn nó đang làm việc ở đây mà bị mắc lầy. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp đỡ bạn nó nha. Rồi, cho bạn nó vô luôn. Rồi, vô bạn ơi. Rồi, đưa cái cần cẩu cao lên. Rồi, chạy vô bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Xe cẩu múc cát vẫn còn hoạt động bình thường nha các bạn. Rất là ok luôn. Rồi, các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem lại những chiếc xe từ nãy giờ mình cứu hộ được nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn cùng đi với mình nha. Một bạn xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ. Một bạn xe Ben. Một bạn xe chỗ bê tông. Một bạn xe cẩu múc cát. Một bạn xe cứu hỏa. Một bạn xe cẩu múc cát. Một bạn xe cẩu múc cát nữa. Một bạn xe chở xăng. Một bạn xe bồn chỗ bê tông siêu to. Một bạn xe chỗ bê tông nhỏ. Một bạn xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Một bạn xe Ben. Như vậy là mình đã giải cứu được 12 bạn xe. Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ trời cũng đã chiều tối rồi. Mình phải về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.